Xin mình chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Dũng Phan TV nhé các bạn. Thì hiện tại Dũng Phan TV vừa hạ cánh tại sân bay Incheon nha các bạn. Thì đây là một cái clip để khám phá cái xứ Hàn mộng mơ. Thì hôm nay là mình vừa bước chân xuống tại sân bay Incheon. Lúc 5 giờ sáng, nhưng hiện tại sau khi nhập cảnh thì 7:12 nha các bạn, 7:12 phút. Thì nhiệt độ hiện tại là như theo chị hướng dẫn viên thông báo là tầm cửa 8 độ. Bây giờ là ngày này sẽ là đây, cái phía xa đó là sân bay chơi nha các bạn, rất là rộng lớn, rất to. Thì đoàn mình đi khá đông, đoàn mình là đi trên 30 người nhé các bạn. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm những cái tour tại đất nước Hàn Quốc xinh đẹp nhé các bạn nhé. Đây. Hôm nay tụi mình đến đây sẽ được xe đón tại đây này. Còn phía trong kia là sân bay Incheon. Vỗ tay nào cả nhà. Vỗ tay. Lâu nay mình thấy họ ăn kim chi rồi, bây giờ mình phải tới tận nơi mình ăn kim chi nên mình mới sướng được. Thấy họ nhai củ nhân sâm rồi, thì hôm nay ngày hôm nay nhà mình đã đặt chân tới Hàn Quốc để mình nhai cái củ nhân sâm để xem thử nó khác cái gì trên TV không. Và rồi mình chúng ta như vậy là nhập cảnh và làm thủ tục như vậy là cũng khá là nhanh gọn, khá là nhanh á. Thì có một trường hợp của chị Thúy Hương là do nhan sắc. Do nhan sắc nên là hải quan giữ lại xíu thôi. Nhưng mà sau khi xét thấy là nhan sắc cũng được nên là cho nhập cảnh. Và xin thưa cả nhà, cả nhà mình chúng ta như vậy là vừa đáp xuống sân bay Incheon của Hàn Quốc. Và đây là một trong những sân bay mà hiện đại và được chấm điểm trên thang điểm 5 sao là số 1. Giờ mình mời các bạn theo chân của mình để đi thưởng thức buổi sáng tại Hàn Quốc nha các bạn. Đây, đoàn mình sẽ di chuyển lên tầng 3. Rồi trong rồi xong đi lên. Đây thì đi qua để lên ăn thì tất cả những mặt hàng là sẽ có trưng bày tại đây nha các bạn. Trong biển đây là tất cả những cái đồ, rất là nhiều thứ. Ôi giời. Nhưng mà người Việt Nam mình là phải có thực mới vực được đào các bạn ạ, phải ăn như đó. Đây, 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 tầm mặt. Rồi, sẽ bấm thang máy lên không? Bấm lên như con lấy coi cửa. Ở đây, đây, đây. Đây là những, đây là những món ăn mà sẽ có nữa nha các bạn. Món ăn anh em để thưởng thức. Rất nhiều cái món ăn kia này. Để với Hàn Quốc thì cũng thể thiếu được cái cả món thịt đi ăn kèm theo nha các bạn. Đây là bốn loại kim chi này. Đây, đây một cái sơn bò một cái lợn tuyệt vời này. Ok, ok. Rồi xin gắn ra đoàn nè, bắt tam ơi, chị Hiền ơi, 2, 3. Ok. Đấy đây, Tám ơi. Ăn đuôi đây, 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 anh nhà ơi, cơm. Nhìn đây, 2, 3.
rồi, tới Hàn Quốc rồi. Rồi tới nhà chỗ ba đây đây đây. 2 3. Ok, bên này quay rồi. Rồi, đây này, bên này. Nhìn giống như kiểu là biển Minh hả? Đây. Đó, cái sướng bò họ hâm rất kỳ nha các bạn. Hâm mềm lắm. Đấy. Cái nước thì mình chưa tuyệt vời. Ngon lắm các bạn ơi. Mọi người nhớ là hết kim chi cứ tự lấy thêm nhá. Rồi. Bên đây thử cái được. Coi thử các bạn nhé. Cái này bò này ăn cả sướng, bò này ăn cả sướng mình. Đó đâm hết sướng. Một tí cứ được không sướng các bạn nhé. Bữa 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 bò thơm lắm, toàn bản du lịch, bản thang áo quần dưới đây, quá dài đi. Sau khi ăn sáng tại Yên Chơ thì đoàn mình đang di chuyển về gần 80 km để về với cái hòn đảo Nami nha các bạn. Hòn đảo Nami này á, thì nó có một cái rất là đặc biệt, đó là nó nổi tiếng với bộ phim Bản tình ca mùa đông. Hôm nay mình sẽ cùng mọi người di chuyển đến thuyền này để đi đến với cái hòn đảo Nami nha các bạn. Mình sẽ chọn đứng phía ngoài các bạn nhé. Để có tình hình này phía ngoài thì rất là nhiều cơ của rất nhiều nước. Việt Nam chắc là bên tây rồi. Chờ.
Bước vào nhưng mà cực kỳ là tuyệt đẹp nha các bạn. Đây. Lá vàng rơi. Quá cực kỳ là đẹp. Đây, đây là đoàn mình. Vậy cái đảo Nam Mỹ này á các bạn ạ, thì thực sự là nó gì dành cho những cái cặp đôi đến đấy thì rất là tuyệt vời, cực kỳ là đẹp. Dừng chân nơi đâu từ khi ánh mắt nhìn nhau chẳng nói được gì. Mình từng cùng nhau đi tìm niềm tin yêu dù cho nước mắt thấm vào từng chặng đường dài nơi em khóc lặng thầm vương lên mái tóc. Phố vắng anh đưa em đi quên bao chuyện buồn. Hey yeah, đằng sau dấu vết để em có thấy còn quên nỗi nhớ càng đầy. Lòng mình sao giao hết vào trong hư vô càng xa kiếp đến càng gần. Nhìn đồng hồ trôi đi anh biết mình chẳng còn bên nhau tha thiết. Đành mang giấc mơ bay lâu nay bỏ lại đây. Vui tròn hết những phút năm nuôi anh thu mình vào trong căn phòng. Nào nghĩ đến những vết cứ xót xa nơi đặt trọn thương yêu. Một giây anh bâng khuâng, một giây anh hứa với lòng mình rằng sẽ phải quên. Mặc cho phía cuối đó có nắng hay mưa giang tay đón lối về. Làm sao dấu trăm mét vỡ nát kia sẽ lành lại như xưa. Một giây anh bâng khuâng, một giây anh hứa với lòng mình rằng sẽ phải quên. Chưa bao giờ em thấy anh khóc đâu có nghĩa là nước mắt anh không rơi đó. Chỉ là không muốn em biết anh yêu đuối như em đừng để tâm nhẹ. Không sao đâu, trên mắt anh lại là những giọt lệ yêu em. Anh đã quên mất anh từng mạnh mẽ đừng xa anh để cho nỗi nhớ làm nhòa đi hết bức tranh anh từng vẽ vẫn đó màu mắt xanh còn hết bình yên. Váy trắng vẫn còn tinh khiết nhưng còn trời này thì đoàn mình ăn gà ăn nướng nha các bạn. Anh món này thì tên Hàn Quốc mình chả biết là tên gì. Món bánh gà mùa đông.
mình ra nước Lý Minh Hoàng đạo diễn cái món này. Còn nó giống cái đạt đấy cái này. Vừa rồi bạn nhân viên có đưa ra một món canh trong biển nha các bạn. Ăn tại Hàn Quốc này. Mình sẽ phép thử một miếng xem nó vị như thế nào các bạn nhé. Vì nó la lắm các bạn. Mùi trong biển khá mạnh. Rồi, chân rơi với một miệng nữa nè. Hả? Cắp miếng ca. Miếng ca, miếng ca mô ba chú mi. Miếng mô thử rồi. Rồi bên nữa nó chín lắm. Em lừa ra nghe. Dạ. Rồi, ra đường nhưng mà toàn phải ăn kiểu Hàn Quốc nha. Kiểu Hàn Quốc. Ra miếng Hàn Quốc. À. Rồi. Chấm nước mắm Việt. Oh, yo. Ngon. Con bạc ơi. Ngon. Nhà lừa chứ mà chạy luôn nha. Mời mọi người nha. Vâng ạ. Đây, chào mừng các nghe. Ca này. Con ạ, con đấy không? Đấy, con anh. Con này càng ngon nha các bạn. Gà mềm, đạt được rụt sướng các bạn nhé. Đây ăn đây nha. Trời ngon. Mời các bạn nha, mời các bạn thưởng thức nha. Để giải thích cái này. Rồi kim chi để gì nè. Mất to không vậy anh nghe. Nhìn cái này ăn tay bằng